Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị xây dựng một căn nhà độc lập gần với bến xe Yên Nghĩa, cách với bến xe Yên Nghĩa chỉ khoảng tầm 1 km thôi mọi người ạ. Và vị trí của căn nhà này là thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì được thiết kế và xây dựng duy nhất một căn, đường ngõ ô tô cách với căn nhà này 30m, đường đi vào nhà rất là thông thoáng. Mời quý vị theo em vào cụ thể khám phá căn nhà. Với cái thiết kế của cái căn nhà này 5 tầng, diện tích 30m, hướng nhà là hướng Tây Nam. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 3m2, mọi người ạ, rất là thoáng. Và căn nhà này thì được xây một căn rất là chắc chắn, kiên cố, vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo như hiện trạng của căn nhà này, có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn, sang tên luôn trong ngày. Với thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế rất là chỉn chu, rất là ổn cho một cái căn nhà 5 tầng. Quan trọng vị trí, mọi người lắng nghe nhé. Với cái vị trí căn nhà này gần với gì ạ? Gần với lại trường Đại học Đại Nam. Cách với trường Đại học Đại Nam nó chỉ khoảng tầm 800m, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với bến xe Yên Nghĩa, giao thông đi lại cực kỳ phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông, hoặc quý vị có thể lấy mốc bến xe Yên Nghĩa để quý vị căn kê cái cung đường của mình. Với cái vị trí này thì nó cách với bến xe rất chi là gần, gần với lại tuyến đường sắt trên cao, phù hợp với quý vị nào có đi làm theo cái tuyến đường sắt trên cao cũng rất là hợp lý. Mọi người có thể gửi xe ở bến xe Yên Nghĩa và đi làm bằng cái tuyến đường sắt trên cao này lên tới chỗ làm, rất là hợp lý mọi người ạ. Và giá chào bán của cái căn nhà này hiện tại chủ nhà đang chào bán là 2 tỷ 700 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Thiết kế của căn nhà thì cực kỳ là chỉn chu, diện tích chỉ có 30m² thôi, nhưng thiết kế 5 tầng đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng. Mời quý vị theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở đây phần tầng 1 quạt trần để ở phần phòng khách là chủ đầu tư tặng thêm cho mình. Với cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, trần phào thạch cao, thiết kế rất là chỉnh chu mọi người ạ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Với cái thiết kế thì ở đây nó có một cái bể ngầm, bể nước ngầm 2 khối 8. Ở trên tầng 5 có một cái bồn nước 1 khối và máy bơm, hệ thống máy bơm tự động. Nước sạch thì sử dụng nước sạch riêng Sông Đà và điện lực EVN Hà Nội quý vị nha. Nói chung với căn nhà này theo đúng như hiện trạng hồ sơ điện nước, sổ đỏ sang tên được ngay cho quý vị. Ngoài cái phần phòng khách của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một phòng bếp với không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn, đáp ứng được cái tiêu chí sử dụng của một hộ gia đình. Với không gian phòng bếp chữ L nhỏ nhắn thôi mọi người ạ. Bởi thực tế luôn, cái diện tích 30m thì không thể nào mà thiết kế phòng bếp riêng, phòng khách riêng được. Đó, cho nên là chỉ thiết kế tối ưu công năng sử dụng. Đây, với cái phần thiết kế ở tủ bếp ở đây thì thiết kế toàn bộ là gỗ MDF chống cong vênh, mối mọt. Xung quanh bếp thì là ốp đá granite và phần mặt bếp thì ốp đá đen đây mọi người ạ. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304 toàn bộ, chậu rửa, vòi rửa thiết kế đầy đủ hết cho quý vị rồi. Đó, với không gian tủ bếp rất là hợp lý, với hai tông màu chủ đạo là màu trắng và màu nâu, rất là nhã nhặn cùng với cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Phần gạch lát nền cũng là vân đá màu trắng, cho nên vào trong không gian nhà, diện tích thì tuy bé nhưng với cái phần sử dụng và bước vào không gian nhà thì cảm thấy nó không bé lắm đâu mọi người ạ. Đó, cái công năng sử dụng hợp lý. Phần tầng 1 thì ngoài ra, ngoài cái phần phòng bếp, phòng khách thì còn một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà như Ngọc Ánh vừa chia sẻ. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy, ở đây hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang thiết kế rất là chắc chắn, toàn bộ thiết kế là gỗ tự nhiên. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Với căn nhà này hoàn thiện gần như là xong hết rồi, còn một chút chút về cái phần dọn dẹp của chủ nhà nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Đường, hướng, giá, vị trí Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Căn nhà này cách với đường ô tô chỉ 30m thôi, giao thông đi lại thuận tiện, chợ trường phường trạm thì ngay ở xung quanh, rất là phù hợp, giá bán cũng hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì đừng ngại gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người nhé. Sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng
2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà với căn nhà này thì thiết kế như sau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là toàn bộ cái không gian phòng ngủ mọi người ạ. Đấy. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Nam, được thiết kế và xây dựng duy nhất một căn. Đó. Cửa chính, cửa sổ, tất cả với các phòng ấy thì đều có đầy đủ cửa để đón ánh sáng cũng như không khí vào trong không gian phòng. Và hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái hệ thống cửa sổ thì thiết kế hai lớp, rất là an toàn, an ninh cũng như là thẩm mỹ. Ở bên ngoài thì thiết kế một lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong thì thiết kế một lớp inox mọi người ạ. Với cái phần phòng ngủ này thì cực kỳ là rộng, vuông vắn. Phòng ngủ này, phòng vệ sinh ở phía bên trong. Này, mọi người có thể nhìn thực tế. Cái tông màu sơn chính của ngôi nhà cũng như tất cả các phòng đều là màu trắng, gạch lát nền màu trắng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng xong hết rồi. Căn nhà này thì đúng là quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Đó. Cửa thông phòng cũng như là cửa nhà vệ sinh thiết kế một loại cửa, đó là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Độ bền của nó thì khá là lâu mọi người ạ, nó khoảng tầm phải đến nó hơn 10 năm ấy. Nó không được đẹp bằng gỗ, tuy nhiên về cái độ bền thì cũng ngang ngửa mọi người ạ. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía bên trong các phòng ngủ. Thiết kế cho mình đầy đủ về hệ thống bồn cầu này, sen cây tắm này, lavabo bàn đá này. Nói chung ý, để mà nói, thực ra là quý vị nào mà có theo dõi Ngọc Ánh thì biết rằng là cái căn nhà nào về những cái phần này thì hoàn thiện nó cũng đều xem như nhau. Quan trọng nó là vị trí bất động sản, nó nằm ở đâu, ngõ nông, ngõ sâu hay là như thế nào đấy. Phù hợp với lại từng đối tượng khách hàng đi làm, xem mọi người cảm thấy đi làm nó có phù hợp với mình hay không. Với cái căn nhà này ấy, thì diện tích của nó thực tế trên sổ đỏ là 30m, thiết kế và xây dựng của nó là 5 tầng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống nhau. Mời người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà, hành lang đi vào từ phía cầu thang đi vào trong phòng cũng khá là rộng. Nó rơi vào khoảng tầm 1m mọi người ạ, hơn 1m. Và tầng 2, tầng 3, tầng 4 giống nhau như vậy. Cái căn nhà này bước lên trên phía tầng 4 là có 3 phòng ngủ riêng biệt, 4 phòng vệ sinh, tầng 1 một phòng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 mỗi tầng một phòng. Đó, cái công năng sử dụng thì phải nói luôn là tất cả đáp ứng tiêu chí theo từng tầng sử dụng mọi người nha. Với vị trí này thì chắc là quý vị sẽ quan tâm Thanh Lãng nó là ở đâu. Nó gần với trường đại học Đại Nam, nó gần với lại chung cư The Vesta Hải Phát mọi người ạ. Từ vị trí cái căn nhà này mà ra tới chung cư The Vesta Hải Phát nó thì rơi khoảng tầm 300m thôi. Rất là gần, rất là tiện. Phòng vệ sinh ở phía bên trong. Nói chung là thiết kế thì nó giống hệt nhau, cho nên Ngọc Ánh chỉ quay sơ qua để quay lên cho quý vị, để quý vị biết được là các tầng thiết kế giống hệt như nhau. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 nó giống hệt nhau. Đó. Giá bán 2.700.000.000. Như vậy với cái căn nhà này, quý vị nào mà muốn vay ngân hàng kịch sàn thì nó sẽ rơi khoảng tại thời điểm này ấy, thì có thể vay được khoảng tầm 1.2 tỷ, 1.3 tỷ mọi người ạ. Phòng rất là rộng, vuông vắn, căn nhà này vuông nhá mọi người nhá. Vuông nét luôn và không bị lỗ phong thủy gì cả. Quý vị yên tâm, không gần đình chùa miếu mạo, không thóp hậu, không đường đâm. Mời theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và quý vị ơi, ngoài đang đứng ở phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho mình là phòng thờ mọi người ạ. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Ở phía cầu thang đi lên thì có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và phần còn lại đây chính là phần sân phơi nha quý vị. Phần sân phơi của ngôi nhà siêu rộng luôn mọi người ạ. Đó, mọi người có thể nhìn xung quanh giúp Ngọc Ánh luôn. Là dân cư vô cùng đông đúc, vị trí giao thông đi lại thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này có nhìn thấy bến xe Yên Nghĩa không ạ? Có. Từ vị trí này nhìn thẳng thấy bến xe Yên Nghĩa luôn mọi người ơi. Và với cái giá chào bán 2.700.000, căn nhà 30m², thiết kế và xây dựng độc lập, vị trí thì quá ư là gần, Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là rõ ràng cụ thể rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.